Xin chào các bạn miền thông chuyên. Hôm nay mình sẽ sửa cái ổ nắp Niva của nhà mình. Cái Niva này cũng đời cổ lắm rồi. Cái này hiện tượng là nó kêu tè 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 này. Sau đó điện áp ra nó cao và nó cháy các thiết bị nhà mình. Thì cái rơ le này nó à cái ổ nắp này nó không có cái bảo vệ điện áp ra cao nhé. Điện áp ra cao nó không chịu ngắt. Đây cái đời cổ. Các ổ nắp sau này thì nó sẽ có mạch nhận biết điện áp ra lớn mà nó ngắt, nhưng con này không có. Cái mạch của nó thì mình cũng bung ra khá nhiều để mình đo, mình vẽ mạch rồi. Các dàn diode các thứ mình bung ra đây rồi. Rồi mình bung cả bốn con quy này ra để mình đo rồi. Bao nhiêu le cũng bung ra rồi. Thì hết trong bao nhiêu le chết hai con, còn các con này mình chưa kiểm tra cơ. Trên này có ba con Zener là 12V này, 5V và góc này có một con Zener 5V nữa. Xong mình đo lại các diode và kiểm tra và hàn lại và thay dưa le. Mình kiểm tra ấy thì có hai con dưa le chết nhá. Mình đi này, hai chân này nối với nhau này. Thường đóng là chân bên trái này và thường ở chân bên phải. Thì hai chân này thì cả ba con đều thông rồi. Hai chân trên nối với chân thường đóng ấy, thì con đầu tiên là tốt này, nếu mà đo như thế là tốt này. Con thứ hai là hỏng này, nối tiếp điểm thường đóng là bị ngắt này, nhưng lại nối ra tiếp điểm thường hở này. Con thứ hai là bị chập này, con thứ ba thì tốt này. Sau mình sẽ cấp điện này thử nó xem nào. Sony 12V cấp 12V tiếng tạch tạch đấy. Nó sẽ đổi sang đóng tiếp điểm thường hở nhé. Tiếp điểm thường đóng ngắt tốt. Con dưa này này. Con dưa này này tốt nhé. Đây mình chuẩn bị hai con mới để thay này. Về cái mạch này của nó thì các linh kiện cơ bản mình đo hết rồi, mình đo gần hết. Có mấy con diode trong này mình chưa nhổ ra thôi, nhưng mình nghĩ nó khó chết. Đàn tụ thì cũng không nhổ ra, đo lại dung lượng. Mà mình đo thì nó chết, hôm trước mình đo thì nó sẽ chết con 2 và con 3 nhá, là ở vị trí này này. Nhưng hôm nay mình đo ra, hôm trước mình đo mình đánh dấu là nó hỏng này. Nhưng hôm nay quay video thì nó này đo này có một con tốt nhá. Tức là có con chập chờn thì cũng cho nó đi luôn, mình sẽ thay luôn. Đây là cái sơ đồ nguyên lý hôm trước mình đã vẽ này rồi, mình có một video giải thích chi tiết về cái sơ đồ này rồi. Thì đang bị chết hai con dơ le là dơ le JR2 và JR3. Nó là một con dơ le để điều khiển tăng tốc này, nó điều khiển chọn cái điện áp vào ấy để nó tăng tốc lúc điện áp vào lúc đầu bị yếu ấy. Và con dơ le JR3 là dơ le tăng tốc, cái này do mình tự gọi thôi. Còn về nguyên lý hôm nọ mình đã giải thích rồi. Và sẽ thay và kiểm tra lại cho xem là con này không chết thì mình sẽ hàn lại cho nó, tra lại tên cho em luôn. Mình đang hàn đo mạch hai con đèn để biết là hai chiều động cơ, đảo chiều động cơ nhé. Mỗi đèn led nó sáng theo một chiều mà. Và mình cấp nguồn cho nó này, mình cấp nguồn ngoài bằng mình cấp nguồn ngoài vào được cái đường cảm biến điều chỉnh điện áp và cầu H thôi. Đây này, phần này này. Mình cấp hai điện áp vào hai này, cấp vào đầu này không được đâu. Đây hai đường tách biệt, cấp vào đây. Cấp vào đây thì điện áp lớn một tí thì con ổ áp này vẫn tạo ra 12V thôi. Còn đây là mạch đưa vào điều khiển điều chỉnh điện áp này, điện áp so sánh này. Điện áp cấp cho con khuếch đại thuật toán và điện áp chuẩn so sánh.
Có nhìn được cái này không nhỉ? Đây nhá. Đấy, khi mà điện áp thấp này nó sáng theo một màu này, mình sẽ tăng cái điện áp không này, thì ấy nó chuyển sang màu đỏ nhá. Để đây cho dễ nhìn này, 15 là xanh này, 17 là đỏ này, 16 là không sáng này. Nếu điện áp chuẩn là 16 thì nó sẽ không sáng. Ra cái điện áp này mình có thể thay đổi bằng cái đây này, cái biến trở đây. Đây là hàng này mình chưa động gì, mình chưa động đến nó. Như vậy là cơ quan điều khiển khi lại thuật toán này để điều khiển tăng lên thay đổi điện áp và cấu hát là ok rồi. Phần con tụ tích để hồi về thì đơn giản thôi. Mình chạm tay vào đâu nó sáng đèn đấy, nhảy đó. Cái này có đặc biệt là trên máy nó chả có ký hiệu gì cả, khi tháo ra phải đánh dấu cẩn thận. Đây là cái biến áp của nó này. Biến áp để cấp nguồn nuôi cho mạch điều khiển thôi, còn cái biến áp to này đang ở đằng kia. Sau khi mình đã hàn này này, chạy cơ bản đúng rồi đấy. Mình tắt đi này. Sơn này à, cho quét hồi về này, bật lên này. Hết kêu tè tè nhá. Rồi video mình đây kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.